Okay, this is a potato, table potato here. Đây là khoai tây và lột vỏ ra. Lột vỏ mình ăn ở trong. This is a potato. Just do not throw away the skin, right? Potato skin. Okay. And you put in later on you cook it. And this is very good for your dye your hair. Make your hair black or whatever. Okay. Okay. Put in the hair. And now pot. Okay. Yeah. Pot and boil it a little bit. Okay. And boil it for about boil it for about 10 minutes. Okay. I'll put some more water in a little bit more. About get a quarter cup. Đừng có bỏ cái vỏ khoai tây này. Vỏ khoai tây rất tốt cho tóc của bạn. Giờ là nấu lên cho nó sôi. Rồi các bạn có thể bỏ thêm dầu dừa hay là mùi thơm gì cho thơm. Rồi sẽ bôi vào tóc. Thì khoảng chừng 5-6 lần như vậy tóc bạc ấy, sẽ trở thành lại đen, phải cần nhuộm. Thì trong cái thuốc nhuộm đó thì nó cũng nó tiết ra cái chất của khoai tây này ra làm thuốc nhuộm đại hàng ấy. I will put some sleeping palm in so the smell very good, very smooth. Chiết nước ra. Cái này là khoảng 150 ml, cho dành làm cho sức vô tóc khoảng chừng 5 lần là được rồi, đã đủ, không còn tóc bạc nữa. Rồi, so drain out, so take the juice, put in, apply to your hair. About 5 times. This one is about 150 ml. So that's why this apply for 5 times is good for your hair. Okay. Okay. Now it's apply the one more touch. Okay. You this whip there and this potato thing there. See. Now it's apply. Right
đó, nhuộm tóc vậy đó.